Xin kính chào quý vị và khán giả thân mến. Hôm nay mình sẽ nói tiếp tục bài văn số 4 tả về chó. Từ khi còn bé, em đã rất yêu thích các loài động vật, đặc biệt là những loài động vật nuôi ở trong nhà. Chính vì biết em thích nuôi nên hè năm ngoái, khi về quê thăm ông bà ngoại, ông bà tặng cho em một chú chó con rất đáng yêu. Em đặt tên cho nó là Đốm. Em vẫn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Đốm. Nó nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi và phòng bị, như thể em sẽ là người xấu bắt nó đi vậy. Những ngày ở dưới quê, ngày nào em cũng tìm Đốm chơi cùng. Dần dà nó đã bắt đầu quen thân với em hơn. Đốm thân với em lắm, thân đến mức ngoại trừ em ra, ai nó cũng không chịu theo. Ngay cả bà ngoại, người hay chăm sóc cho nó nhất, cũng không chịu lại gần. Em xuống bếp, chú cũng xuống bếp. Em lên phòng, chú cũng lên phòng. Em rất thích được bế Đốm lên, ngắm đôi mắt to tròn của chú. Đôi mắt ấy dường như biết nói vậy. Em vẫn nhớ như khi Đốm lẹo đẹo đi theo em. Em đã bế nó lên, nhìn vào đôi mắt của Đốm và cảm giác như nó đang muốn nói điều gì đó vậy. Khi ấy em đã cười thật tươi và nói với Đốm rằng: nhóc muốn gì thế? À, muốn làm quen với chị hả? Khi đó Đốm như hiểu lời em nói và kêu lên liên tục như đồng ý vậy. Cái đuôi nhỏ quẩy qua quẩy lại có vẻ vui lắm. Em liền tiếp tục cứ thế mà trò chuyện với chú. Khi ấy em mới nhận ra là Đốm khá đặc biệt. Nó sở hữu một bộ lông màu đen, bên trên có những đốm trắng nhỏ xinh xinh, nên em đã đặt tên cho nó là Đốm. Bộ lông mềm mượt, sờ rất thích tay. Cái đầu nhỏ trông giống như một cái yên xe đạp vậy. Hai tay lúc nào cũng dựng đứng như đang nghe ngóng điều gì đó. Bộ ri mép vẫn lên, trông giống như của một chú hổ con, càng tăng thêm nét đáng yêu cho Đốm. Cái mũi thì thật kỳ lạ, lúc nào cũng ướt như người bị cảm cúm. Thời gian thoáng qua, thế mà mùa hè cũng đã kết thúc. Em cùng bố mẹ mang theo Đốm trở lại thành phố. Lúc này Đốm đã lớn hơn được một chút xíu. Ngồi trên xe, nó cứ tò mò dùng hai chân trước bám lên ô cửa kính, ngạc nhiên nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh vun vút, thi thoảng lại sủa một tiếng gâu gâu. Khi về đến nhà em, chỉ trong một ngày mà Đốm đã quen được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà mà thỏa thích đùa nghịch. Vậy mà thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, Đốm đã lớn lên nhiều rồi, nó đã có thể trong nhà cho gia đình em. Không chỉ vậy, thi thoảng Đốm còn có thể bắt chuột nữa đấy. Những lúc em đi học về, chỉ mới thoạt nhìn thấy em ở đầu ngõ, nó đã vui mừng chạy nhanh đến chỗ em, nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em, tỏ vẻ thân mật cùng em về. Khi màn đêm buông xuống, trong khi cả gia đình em đang đánh một giấc ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc, thì Đốm vẫn thức nằm yên trong căn nhà gỗ nhỏ bố em làm riêng cho nó, canh gác giấc ngủ cho cả nhà. Khi có khách lạ, Đốm nghe hai hàm răng thật dữ tợn sủa gâu gâu, làm cho ông khách nào cũng phải sợ. Thế mà bố em chỉ vừa mới gọi một tiếng là đã im mặt ngay. Thường ngày khi Đốm ăn cơm thì khỏi phải chê, nó ăn ngon lắm, cũng chẳng gây ra tiếng động bao giờ. Lần nào ăn xong, Đốm cũng liếm lại bát cơm một lần nữa để kiểm tra chắc chắn rằng là nó không bỏ sót hạt cơm nào. Em quý chú chó dễ thương của em lắm. Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng nó chơi đùa. Chơi chán rồi, em lại đưa Đốm đi tắm rửa sạch sẽ. Em sẽ chăm sóc cho Đốm cẩn thận để cho nó nhanh lớn và cùng với gia đình em thật lâu. Đó là cái bài số 4. Xin cảm ơn các bạn theo dõi.